Lâu lâu phải tẹt mấy con nhỏ nhỏ để xem đằng đàn bay của nó có thẳng anh em ạ. Chứ không phải là lúc nào cũng bắn đâu. Những cái mục tiêu nhỏ nhỏ thì lâu lâu mình phải bắn để mà là có cảm giác. Nghe nè. Lâu lâu làm con hai con về. Lâu nha. Chết, con có gọi nhá em. Chết nhá. Chết. Chết. Ui, hơi khổ quá. Mình phải lấy cái gì đó để mình xị mà nó lên, nó nằm lúa như này, nó nằm cáo, nó nằm chỗ này là chịu ấy nè mày. Khó thấy lắm. Con này sợ bạn rợt con. Nó chạy đoạn cực này.
Tìm ra nó đây. Trời, bạn gục con nó chết chắc luôn này. Lóng. Con lóng của nó tại đây anh em ơi. À đây rồi, rồi. Để rồi anh em ơi. Chịu thua nó. Thua anh em ơi. Chạy thôi. Lũa này thì mình cũng thể lồi được nữa rồi anh em ơi. Lũa này thì mình cũng thể chạy ra chợ để bắt nó được. Thôi coi như cống hiến được cho anh em pha bản đạp. Còn lại thì bắt hơi đen. Còn đầu tiên mà đen như thế này rồi. À đây. Để đây anh em ơi. Để đây anh em ơi. Ngay trên lưng mà. Ui, trời còn thương. Trời còn thương anh em ơi. Có đổi màu rồi. Tập này anh em là mình thấy nó đầu xuống đấy rồi nhưng mà không thể thấy được cái đầu nó. Anh em thấy lúa mà lên như ngang như này thì làm sao mà thấy được nó được. Ui à, ui nó thủng phạt chạy bảo tay mình luôn. Ui kính máy. Để khám nghiệm tử thi có thể là đụng ngay đâu. Ngay đâu đi. Đây nè. Vết đàn ngay đây nha nè. Đấy nhá. Đây. Vào ngay đấy thì bay gì được nữa. Con đầu tiên quả tuyệt vời. Mùa này chỗ mình co nó vẫn co nên em ạ. Nhưng mà thứ nhất là nó là nhạt rồi. Nhạt hơn bình thường. Đầu mùa thì nó sẽ đàn nhưng mà bây giờ là giai đoạn đây là nhạt là một. Bản trưởng lũ này cạn là đừng đàn mình nó sẽ bị cạn lại là hai. Nhưng rất nhiều yếu tố bây giờ đó. Ơi nổ đi. Có rồi đấy anh em ơi. Đúng nắng này. Đúng cảnh nè. Trời ơi nổ đi. Trong cái này. Đây nè em. Sẽ hứa nha em. Chán ghê. Mình đi một thời gian mình quên vào nhớ cho máy cho nên là nó bị bỏ máy luôn rồi. Mình mới dẫn về quán xe đây. Nói chung là đò luôn nha em ạ. Tại mình đang còn điền nã thủ công để rủ nã thủ công để bắn cùng với mình nhai nè. Chứ còn lại là giờ chưa là sẽ được một chiếc này. Chiếc kia cũng hư luôn rồi. Cả hai chiếc đều hư nha. Mới được hai con như vậy đó ơi. Hôm nay không biết thế nào thấy hơi đen đen rồi đấy.
Dạ. Ok. Bây giờ mình sẽ điền đạn giống lại nhé nè. Thì mình chúng là mình đẩy đòa luôn. Máy nó cũng bị gần quán sửa xe. Mà quán này là cũng người quen của mình luôn. Đây đây. Quán sửa xe chứ nè. Xe mình bỏ đâu này đó. Với tí chắc là mất cũng khá là lâu đấy. Bây giờ là cổng là tới rồi. Giờ là đi săn tiếp để anh em có clip cho anh em xem nhá. Anh em cùng theo dõi hết tình của mình nhá. Tiếp tục lên nha anh em. Đi săn tiếp nhá. Thôi nói dừng quay xe vậy nghe. Bên đó, bên đó. Bên đây, bên đây. Đâu bên đi. À vô nó bùi rồi rồi, thôi thôi. Lấy con nữa đi. Cộng hào được con bịp bịp nha nè. Con này chắc ngày đầu luôn. Răng nhậm con thố đi. À bịp sóc đi, bịp sóc đi có người dân đấy. Có người dân bịp sóc nên gì chữa hè nhỉ luôn chứ đấy. Ngày đầu. Ok, tiếp tục nha em. Đâu gần hai cái dương chết. Chú chứ đang cày phải không? Con này ngay đâu rồi đấy mày? Có nha. Chuẩn bị đổi màu. Mẹ tưởng nổ ngay đâu đấy chứ. Ngay cái này nè, hôm nay môi khá là ít nha em. Hôm nay được tí được ít nhưng mà cũng đủ để nhậu. Đây giờ hai anh em đang còn ngồi nướng nhậu đây nè. Hôm nay đúng là một ngày khá là đen đủi nhưng mà thôi mặc kệ. Đen thì đen nhưng mà cái gì tới rồi tới. Qua một ngày đi săn. Thì thời gian rồi thì mình bận quá cho nên là mình không đi săn được. Đấy, hôm nay mày rảnh để làm video cho anh em xem. Mà bây giờ là ở khu vực mình á, mà đi săn thì rất là khó rồi nha anh em. Không phải là giống như là lúc đầu mùa nữa đâu. Bây giờ là lúa nó lên khá là cao rồi. Co nó ăn giữa. Thì anh em nhìn những pha bắn co đó thì anh em cũng biết được là co nó khó như thế nào rồi. Nói chung là cũng cố gắng hết sức vì đam mê.
Đấy. Bởi vì là cũng là kiếm mồi giải trí ngày chủ nhật. Đấy. Hôm nay là chủ nhật thì ngày mai thứ hai là mình sẽ đăng video lên cho anh em xem. Đấy. Còn anh em nào muốn mình tư vấn gì về khổ thú về này nọ đó thì cứ inbox cho mình. Mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cụ thể nha anh em. Nói chung là mình chia sẻ thì theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Cho nên là cũng không có cũng phải là cái gì quá lắm đâu. Cho nên là anh em nào cần thì cứ inbox cho mình. Nói chung là hôm nay xe hư. Xe mà bỏ máy rồi thì chắc là cũng sửa khá là lâu anh em ạ. Nói chung cũng hên là gần nhà. Hôm nay có nhiều pha đẹp nhưng mà ôm bi anh em ơi. Đấy, nhìn tiếc ghê. Những pha đó thì thường là ăn hến thôi nha anh em. Đấy. Nhưng mà bạn nã mà muốn ăn hến thì cũng phải có quá trình tập luyện anh em ạ. Mới có hến được như vậy. Đấy, chẳng phải lúc nào hến như vậy đâu. Đấy, còn nướng nha anh em. Mấy anh em dùng mua chim nha. Đuôi co nha. Cũng lâu lắm rồi mình mới ăn thịt co lại anh em ạ. Mới chậm bạn, mới chậm có ngon. Ôi. Chậm lụt ăn mới sướng. Mời tất cả anh em, của mấy anh em mình ly bia cho bạn nhá.